Anh chia sẻ luôn nhé. Anh ở Vinhome đồng khởi, anh chẳng hiểu sao mình ở đây Vin từ anh ở đấy có đúng một mình anh và con chó. Tuy nhiên anh cái tiền phí quản lý ở đấy một tháng anh đóng khoảng tầm 30 triệu tiền phí quản lý. Tức là em tưởng tượng một gia đình ở đó, đa số họ thuê một tháng, họ thuê thì họ ở, nhưng mà họ ở cùng gia đình của họ ít nhất 5 người, hiểu không? Nhưng họ trả chúng bằng cái số tiền mà anh trả cho một căn, nhưng mà căn của anh toàn căn to nhất ở đấy nên anh trả nhiều hơn. Và anh là cái thằng mà không bao giờ mọi người thấy được anh ở tòa nhà đấy luôn. Hàng xóm nhà anh chắc là những cái lò đá mai thì thấy anh chắc đấy thấy được khoảng tầm hai lần ba lần thì anh không có nhu cầu xuất hiện ở trong tòa nhà. Tuy nhiên vẫn trả tiền nhiều hơn tất cả các căn khác và ở chỉ có mỗi mình và con cún. Và mình cũng muốn chia sẻ nữa, cún của mình ý, bé được tiêm chủng và nói chung là rất sạch sẽ, ngoan ngoãn, rất nghe lời. Còn con của mấy người trong khu nhà của mình ấy, gào thét rất to, luôn luôn làm chuyện người khác, cún của mình chả được nghe nó luôn. Nên bữa trước tự nhiên nhận được ban quản lý nói là ui anh ở trần con chó. Lúc đấy là khoảng 5 rưỡi sáng, không phải chuồng mà được không nhé, ở trần chả được cái gì, ở trần thế sao? Ủa, có luật gì cấm người không, không được ở trần không các bạn? Không, tớ hỏi thật, nhất là Việt Nam nữa, ở trần đi đâu chả vấn đề gì. Biết lại làm lên cửa trần không? Tớ đi xăm xong, mặc áo nó chảy máu nên tớ mới cởi ra để cho nó không bị. Nhiều lúc cấp đầu mình nghĩ là ủa, thế mình không phải là sống ở cái thế giới nào, bởi vì họ chả là cái quái gì. Ban quản lý, ban cái gì? Ban quản lý chả là cái gì? Ban cái gì? À, cái buồn nhất là để cho đứa ngu quản lý mình. Nên là bên đấy muốn bịt miệng anh rất nhiều report Facebook rồi là đủ thằng trò. Tuy nhiên anh không sợ, anh không ở đấy, nó phải bán, nó lấy đi chỗ khác ở. Cái nam này thiếu thì chỗ mà ở. Thì là tự nhiên mình có duyên ở đấy, bây giờ còn đấy mà tương lai sẽ làm hết đấy thì ở chỗ đấy chẳng được cái sự. Nên là các bạn nên xem lại cái cách đối xử với một thằng khách hàng cực kỳ là dễ thương và sở hữu khá nhiều bất động sản đi. Anyway, nhưng mà đợt rồi nhiều thứ cũng đỡ hơi đấy. Em đừng đi nói, em đừng đi nói là chúng ta quen nhau hay cái gì. Có các bạn trong FC đó, anh nói rất nhiều lần. Thời gian bọn em biết anh làm thằng rất dễ thương. Nhưng mà bắt đầu cứ đi nói là quen mình hay là vợ mình hay là bắt đầu no, cái đấy bị quá rồi. Dạ anh không, đoạn đây chỉ là một fan rất là bình thường với anh nhé. Dạ. Em không biết, ok. Anh là người nhận tin nhắn của bạn ấy. Anh nhận tin nhắn của rất nhiều bạn đây, cả bạn quê hương nữa, vì sao anh không thích? Anh không thích fan cuồng. No, các bạn ấy hãy là fan của những fan của bố mẹ mình, dành thời gian cho bố mẹ, cho gia đình. Đừng làm fan cuồng người khác làm cái gì. Xong rồi nghĩ ra những câu chuyện anh không nói em. Nhưng mà cái này nói thẳng cho các FC luôn, anh luôn luôn trân trọng tất cả các bạn trong FC, bọn em biết điều đấy. Nhưng mà đi nói là rồi yêu này yêu thương kia rồi không, anh không phải chồng của các em. Bọn em muốn tìm chồng thì bọn em đi đến chỗ khác. Còn anh không. Nên là anh cảm ơn FC, anh rất trân trọng các bạn. Và thật ra mình biết nhiều hơn thì các bạn nghĩ là mình không biết, mà mình biết hết. Các bạn không tưởng tượng đâu, cái tin nhắn mà fan gửi cho mình sợ luôn đấy. Sáng trưa chiều tối lúc nào cũng chồng ơi, anh yêu chồng lắm, rất yêu chồng. Thông cảm là vì là tình cảm ấy.
không, tình cảm yêu thương á, em phải là gì với chính đáng đừng đánh cho anh theo cái kiểu bệnh hoạn đấy. Cái này thì anh chưa bao giờ gửi tin nhắn cho bạn không, không, anh, không cái này anh không nói em anh nói bạn nào cũng biết, bạn nào cũng được ạ, được rồi. Yeah. Nên là anh cảm ơn em, nhưng mà xin lỗi, anh không bao giờ nhận món quà từ bạn nữa, ok? Đừng bao giờ nhắn tin cho anh nữa, đừng bao giờ. Không, anh đã nói, em đang quay này. Em nhắn tin anh trả lời, em mới trả lời. Okay. Anh Ly ơi, là anh Ly, anh có thể... Thế thì đấy là chắc là chị cảm nhận tức thời, chứ mà em nghĩ là tất nhiên là trong một tổng thể thì không phải là ai cũng có thể hiểu được hết mình. Chỉ cần một số người hiểu và một số người thực sự hiểu mình và yêu thương mình chân thành, yêu thương mình không không anh không cần luôn, anh không cần ai yêu thương anh hết. Dạ vâng. Tránh xa anh ra, anh không cần ai yêu thương anh. Dạ, anh không cần ai hết. Dạ. Anh không cần ai hết, bọn em đừng nghĩ anh cần bọn em. Không, anh không cần ai hết. Đến bố mẹ anh còn chả cần. Đừng. Thật luôn. Tôi không cần, tôi đâu cần. Dạ. Các bạn, tôi chưa bao giờ, anh xin lỗi em. Mình chưa bao giờ mình chia sẻ về cuộc sống của mình với các bạn, với trên báo các bạn đọc bạn thứ hay ho đẹp đẽ. Nhưng mà các bạn biết tuổi thơ của mình nó khốn nạn như thế nào. Ok? Một thằng, không có bà ngoại mình chết từ lâu. Yes. Cái này cũng nói với em luôn, Việt Nam suốt ngày cái vui, giờ thế mình thằng mình thằng kia. Em thấy là mình chả làm cái đất cho mình, thật sự. Anh nói thật luôn, anh chả làm được gì cho anh hết. Không làm một cái gì cho anh hết, anh cũng cần nhái làm gì cho anh hết. Nhưng mà mình chia sẻ cho mình chia sẻ thật sự. Anh là thằng nói thẳng nói thật. Nên là... Yêu Hà Nội, yes, anh yêu Hà Nội thật sự. Hà Nội là cái nơi mà cái tuổi thơ của anh là ở Hà Nội. Nhưng mà để... Nếu mà để nói là cần ai để chia sẻ. Không, anh chả cần ai để chia sẻ, anh chia sẻ cho anh biết thôi. Yes, cái con chó nó không phần, phải. Con chó nó không cắn. Ok, chó này không cắn anh. Không phải anh. Và con người đó, xin lỗi. Các bạn không biết là mình, cái số lượng người mà đã làm tớ tổn thương. Nó không bị khủng khiếp lắm. Và trong khi mình chả làm gì. Yeah. Anh ơi, em chỉ muốn nói một điều là em rất là cảm ơn tiếng hát của Nam Từ Lê ạ. Cảm ơn. Dạ, em xin cảm ơn. Đây, đừng làm ông kém xúc thêm nữa. Mình xin lỗi các bạn nhé, để có nhiều ca sĩ cứ đi định fan á. Không, mình chả có nhu cầu có fan luôn. Mình chả có nhu cầu nổi tiếng, không em mình nói thật. Không, không nhu cầu nổi tiếng. Mình biết sao không? Nổi tiếng các bạn làm cho mình sợ. Cực kỳ sợ luôn. Fan bay từ nước ngoài về cắm trại trước cửa nhà mình không mấy tuần không chịu rời đi. Ta hiểu là làm đi. Ta hiểu làm đi. Trong khi các bạn thấy trong FC á, thật ra nhá, anh biết hết, anh nhớ hết tất cả mọi người. Anh nhớ bọn em quay, em này, quay ở trong mấy cái clip của SC này. Nhưng mà em thấy không, anh rất quan tâm đến fan của mình. Anh dù anh không nói chuyện, nhưng anh quan tâm, anh biết hết. Phần em không nhớ lắm. Em nick của em trên Facebook là gì? Hải Âu. Anh có thấy em tương tác với anh nhiều không? Đúng rồi. Hả? Bình minh. Bình minh người sẽ chia. Cái vấn đề mình kể cho bạn nghe là Facebook nhiều lúc các bạn xem mình không có trang Wikipedia nhá. Mình không có. Bởi vì fan mình cứ lập lên là người ta đánh sập, không cho mình có uy tín. Tuy nhiên mình chả có nhu cầu người ta biết thông tin về mình nên là chả sao. Mà để thấy là bao nhiêu năm trời mình bị gì một cách khủng khiếp ở đây. Mà trong khi xin lỗi, tôi thách tất cả các bạn ca sĩ Việt Nam, thách tất cả các bạn ca sĩ Việt Nam tỏ giọng cùng tớ, hát nhiều thứ tiếng bằng tớ, nhảy đẹp bằng tớ, thách lên tất cả mọi level luôn. Thách luôn á, ông Hoàng Nhạc Việt ra đấy, đấu giọng thử xem. Đây là ông Thánh Nhạc quốc tế. Nên là đừng, nói chung ở Việt Nam mọi người thích vua chúa quá, và tự phong cho mình cái ngôi mà không xứng đáng. Các bạn biết tại sao các bạn không xứng đáng không? Bởi các bạn ăn chặn tiền từ thiện, cái đấy là không xứng đáng rồi. Yeah.
Bây giờ có ra đứa nào dám thề là tao không ăn chẳng tiền từ thiện không? Cần kiểm toán lại. Cần kiểm toán chắc. Tuy nhiên, hát đi.